Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em lên cho anh em một cái động cơ Isuzu E3CE ha. 1.429. Con này 35 HP ha anh em ha, 36 tua. Đi nhanh. Máy thì tình trạng máy là còn rất đẹp. Đó, anh em coi nè, những cái coi dầu bét dầu nè, lớp sơn nè. Đó. Chi tiết nhỏ nhặt nhất mà mình thấy nó vẫn còn tức là 7 màu ha. Bơm ben. Keo chỉ nguyên zin nha anh em ha. Đó nè, keo zin của nó nè. Đó. Chứ còn mà nó mà keo mình làm lại thì mấy cái này là mình sủn hết rồi ha anh em ha. Chứ không có ai mà để như vậy đâu ha. Mà keo zin. Đó anh em dòm là anh em biết ha. Keo chỉ nguyên zin hết. Đó đây. Còn mấy lát đây. Đây bét đây. Đây nè, những cái co dầu chưa mở nè. Đó, đây nè, nè thấy không? Đây nè. 005232. Đây tắc cơ, tắc điện cũng vô. City. Máy này còn chất lắm anh em. Đây là cái cục đo tua nè. Đầu bị lát nè anh em thấy không? Hai mà một màu. Còn mà đầu bị lát mà nó hai màu là nó chạy nó bị nóng nước anh em ha. Chạy nhiều. Đó. Thì tất cả những cái máy mà khi mà giao cho anh em thì em đã test rồi, em đã test nước rồi. Test nước cho nó nổ khoảng 15-20 phút đó rồi em mới giao lận. Tại những con nào mà không đạt chất lượng thì em bán phụ tùng ha. Bởi vì anh em có cần phụ tùng về những cái dòng máy nào thì bên em đều có hết tất cả nha. Đó, nếu mà hàng mới không có thì em có hàng cũ nha. Hàng có những cái con mà nó xấu và nó nổ không ngon đó. Chứ mình làm hàng mà không phải con nào cũng nổ ngon hết đâu anh em. Rồi đó mà thấy không, con nào mà không ok thì em đã thịt để có được đồ món giao cho anh em, để anh em về xài. Ví dụ như xài 1-2 năm rồi cái máy nó hư rồi chẳng lẽ bỏ đi mua cái máy khác thì nó kỳ quá. Đó giống như đang chạy mà cái bát mà nó hư rồi nữa thì sao. Đó nè, Isuzu 48 nè, bơm ben nè, 48 nè. Đó nè, cái đầu ốc nè anh em thấy không, dây cu ro răng luôn. Móc cả những dây cộ là nguyên zin theo máy hết. Đó. Hàng em đi thì ngày nào cũng có anh em. Đó, cũng cảm ơn anh em thương ha. Một cục em cũng gửi nữa anh em. Đó. Chứ không có dồn lại mà mấy cục mà quay đâu. Rồi để vậy là anh em chờ hàng lâu rồi anh em không có máy xài nữa là cực lắm. Đó. Bởi vậy khi có hàng là em đóng gói em cho đi liền. Để 2-3 cục lại quay cho nhiều rồi ấy nữa. Quá hay là làm cái gì đó thì anh em cứ alo cho em, hay làm khung để mình tưới hay là cái gì đó thì bên em đều nhận làm hết nha. Ở bên có thợ ký thợ cơ khí chứ không phải thư ký. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Đó rồi, máy móc gì đó em mới về lô mấy hai đó. Rồi quay cho anh em tham khảo ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.